Rồi, chào cả nhà nha. Bữa nay Út Chào cả Thu nhà. làm món gì đây? Nay sẽ làm món gỏi ngó sen tôm thịt. Ồ, gỏi ngó sen tôm thịt. Đây Đây là là con câu mấy còn tôm hôm bữa mình câu mà còn để trong tủ lạnh nè. Như là sáng Út Thu đi mua ít thịt ba rọi với sen. bây giờ em sẽ bắt nước luộc thịt trước. Ồ, nhìn cái trứng vịt là biết là chuyện qua chuyện vịt ăn Em nè. chiên anh ăn mà. Dạo này mình cũng ít khi ở nhà mà nên khi ở khu nấu món gì mình cũng không biết luôn á. Tại em thấy tôm còn nè. Cái đi chợ mua ngó sen với miếng thịt nó là được rồi. Ồ, thấy viên vịt mới khoe tiếp mấy bạn nè. Tem. Mẹ bán hết rồi. Bán cho chị Dung đám giỗ mốt. Còn có mấy trứng à? Có mấy bữa mà nhóc cho hay mà hả? Cầm gầy nè, vịt nó đẻ hết chưa? Có. Ủa Con sao? bự hả mẹ? Ủa sao kỳ vậy? Này mẹ mình đang mần mấy con cá rồi. Đạt cái cho nè, cá ba sa. Cái đó là ngó sen với rau răm mà. Đang ngâm nước chuẩn bị làm gỏi. Hôm nay gió mát mẻ, trưa nắng mà gió mát mẻ. Hồi gà tiếp, con gà trắng gà đó nhỏ nhỏ lại mồi ổi này nha. Đi mày, đi đi. Ba với mẹ mình chế cái hồi gà độc không? Để mấy lồng bia giống giật cái sùm là gà sợ chạy. Gà nó ăn ổi nó khoái lắm mà. Út nha, nhóm lửa nãy giờ cháy chị trời. Giờ em bắt anh luộc tôm trước nè, sợ ngon mình mới bỏ thịt. Tôm cũng nhiều lắm mà. Tôm nó câu quá trời luôn, làm món hôm bữa rồi còn đang món rồi. Ở dưới quê thì nói chung tôm này mình tự bắt các bạn nên nó đỡ chứ nếu mà đi mua mệt thiệt đó Hơi mệt ạ. Hơi mệt trong người. nha. Này tôm sông chính hiệu luôn. Đó. Tôm bè là câu cảm giác mà mấy bạn nào chưa câu tôm á, câu tôm vài lần các bạn ghiền liền, cần dở lên bạn bắt đầu nó gị gị xuống đó. Cảm giác nó đã lắm. Út ra để đây cho nó nóng luộc tôm, tranh thủ ra cắt ngó sen. Ồ, gió quá trời gió. Mới giờ này buồn ngủ hả ông? Giờ này ngáp rồi. Mua đó nhiêu tiền hả? Nhiêu tiền? Nước giấm để vô có tác dụng gì thôi, công dụng gì? Giấm với ngó sen luôn cho nó thấm. Tại nãy em rửa rồi cái em ngâm nước đó, cho ngó sen nó tươi. Ngâm cho nó thấm. Giấm mà chua lắm đó. Chua lắm đó. Giấm phải chua, lao. Xanh nhân mỡ đi đếm giỗ đâu ạ?
Ba không đi hả? Thu này cắt nó sen lâu chứ ta? Nếu có sen này chỉ có ở thấp 10 mới có thôi, chứ chỗ mình không có rồi. Hồi đó sao vườn như cũng có phải không? 7 đủ á. Có mà đâu có mất rồi. Trồng chơi thôi chứ không có lấy cái này giống như lấy cái búp hay mày hả? Cái búp. Nó sen giờ người ta làm trà đó. Bổ tốt cho sức khỏe gì đó. Lấy tim sen. Còn lá sen nữa. Giờ ta, sen người ta chế biến ra nhiều loại lắm. Nhiều thứ lắm. Nó sen này xào ăn bùi lắm. Ừ. Hồi đó mẹ ăn á. Ăn bùi lắm đó nha. Ngon không? Em lựa mấy cọng dừa dừa không à? Mua trong chợ hả? Chợ ăn có thuận xã hả? Ừ, ra chợ cái tàu mua luôn gớm. Này ta làm gỏi nè. Ủa làm dưa chua, bữa em ngâm dưa chua. Các bạn biết tại sao cũng thu ra tới chợ cái tàu không? Tại ngoài đó có bán đồ ăn vặt nhiều. Như cá viên chiên rồi nè, đồ chiên nữa. Ở trong đây không có cái này. Gà, gà gán gọi là giờ gọi là gà gì thu? Để tử tiếng Anh đó. KFC. Ừ, KSC gì đó. Em đâu có ăn mấy cái đó. Xạo. Cá được viên chiên ăn bà cố luôn mà đặt không ăn cái đó. Viên thì ăn, không ăn gà. Em buổi sáng mà làm gì mua cái này, mua cái đó. Em đi mua đồ ăn cho anh mà anh còn nói gì nữa. Ồ. Trong đây đâu có, phải chạy ra tới cái tàu chỉ mua cái này thôi đó. Xiên của ta. Không xiên sao có máu. Ngon quá à. Sáng em rửa, em đợi anh lâu quá. Em ngâm. Cái lẽ cái này bình thường người ta ngâm chanh cho nó trắng. Em sợ mất công cắt trước. Ừ. Nhưng mà con ngâm này là đến hồi vậy là trộn luôn á mà. Quái nữa. Sáng đánh cắt trước mà thôi. Nước ngon quá, xì xào ăn. Anh ăn mất ngủ là ăn cái này nè. Phải không? Thiệt. Chị trước chị tím cho. Cho mẹ mẹ xào nè. Ăn chị mất ngủ luôn á. Mất ngủ là thức nguyên đêm. Mất ngủ. Anh bị mất ngủ á. Cũng cái đỏ nữa. Da bào này là cổ lắm rồi đó. Nhớ hồi đó lâu lắm mà còn nhỏ thấy cái da bào này rồi. Nhớ lúc đó thu chưa ngoan ngoan nữa. Mấy xoài ba mình không bọc mà sợ bị sâu á. Dạ trái cây dưới quê là cái gì cũng vậy, mình phải bọc mới được, mới có ăn chứ không thôi là thôi mấy con sâu gậy ăn trơn. Còn vì nó cao quá ba mình không bọc không tới. Thu sắc củ cải đỏ thì giống như là món flaru quá thu bự à. Giống này chứ bộ, như bò kho á. Trắng lại đi. Trắng mới có cái bảng này. Dạ. Ủa? Con mắt rồi, con mắt là con mới đi á.
nghe nè, nó mới có cái bảng. Ai chế cái cây đó bán thì nó tiện, nhìn nó đẹp. Giá mà xưa giờ chơi đó chế. Hồi xưa tới giờ, hồi xưa người ta làm đầu món đó. Chặn nó gì nó mới đẹp. Ta còn cái hàng cái nữa mà. Cái nào cái này nè. Hút thù nó phá mẹ, nó giục đâu nữa mà. Nửa để thừa nữa. Có cái này nè. À. Rồi cái bàn nó xèo, hút thù nó sáng cái sợ gãy luôn rồi. Cái nè. Bạn áo bà ba chơi đôi dép lào sắp hàng rồi chứ. Nó muốn gụi rồi. Gụi đâu mà gụi chỗ. Ở đâu? Con thấy nó muốn gụi. Tại không tính không vô đó. Già quá. Gần đó ngon. Bữa nay được ăn lâu rồi. Cái này là nước mắm. Lúc từ mày hái ra ba mày không nói chị ở bên đó. Nước mắm với đường em thắng rồi đó. Nó hơi sệt sệt. Thôi, mình mắm này hả? Thắng gọi hả? Ừ. Thắng nó mới hơi sạch sạch. Hồi cái để mình làm nước sốt nữa, xong mình làm nước mắm luôn. Mẹ mình đang lặt mấy cái rau găm, chuẩn bị cho ốc thu bóp gỏi. Mấy rau găm này hái dưới sông hay sao vườn thu? Dưới sông nhiều lắm mà. Con nhớ nó nhiều lắm. Bây giờ bắp tôm ra thôi, chuẩn bị lột, lột ra bắt đầu bóp rỏi. Rỏi. Rỏi ngó sen. Rỏi. Phải cứ bắt bẻ mình hoài ta. Hồ quýnh lộn luôn à. Ê anh nóng. Gì vậy? Nó cầm dưới đít nè. Tào lao. Nợ anh rảnh ra bè câu bữa nữa. Kiếm mớ tôm nữa. Sẵn nước sôi để ba chỉ vô. Luộc luôn. Ủa mình giờ đang dắt ngó sen nè. Với củ cải đỏ. Chuẩn bị bóp rỏi. Bóp rỏi xong là làm gì? Ăn. Phải đau đầu thù lắm. Chuyện quá đơn giản. Ôi ôi. Cái ớt của ta làm cái bông nhìn không được quá chứ bộ. Được không? Ghê 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 không? Này ở không xanh nên nổi, nên nông nổi. Nông nổi. Không được mà anh cứ chê hoài. Ủa tôm lột rồi hả? Lột chứ. Ờ, em lột luôn. Lột hồi ấy gỏi rồi. Được một tô. Ồ, đây có bánh phồng tôm nữa. Sớm. Sắc thịt da là mình chọn luôn. Giờ mẹ mình sắc ra phụ thu à. Giờ trưa quá. Tranh thủ ăn cơm. Hai mẹ con mỗi người mỗi ý, ngồi đánh lộn nhau luôn. Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Với bất tư mình có đám bữa nay ba mà nhậu dữ rồi.
đám giỗ, dạo này dưới quê đám tiệc liên miên luôn rồi. Tiền mà đi đám tiệc thôi, gia đình dưới quê ai cũng nhăn mặt méo mày hết. Qua mới điền đám xong bữa nay đi thêm đám nữa. Tìm gà ổi rất giá mà đám tiệc nhiều quá. Đi mốt thì ổi rồi. Mỗi nhà nào có đám tiệc mời cái đầu đem lại bao ổi gì đó. Đúng rồi, đúng rồi. Lần sau chúng ta cũng dám mời đi nhé. Mốt được. Có không? Vậy có gói không? Hồi hôm qua nghe là sáng rủ mà dung cái tàu gì dung không có đi, không biết có gói không. Đặt gói bánh ít quá. Đặt tới giờ người ta cháy, người ta ít gói bánh. Dưới quê giờ nói chung bánh trái người ta không ít gói. Ừ, giờ đặt. Đặt mua cho tiện mà. Dưới quê giờ... Nhiều khi đám dỗ lớn nữa, cái người ta mới cực khổ là gói nhà chứ giờ đặt, chủ yếu đặt. Mà nói gì nói với đám tiệc mình gói bánh nó vui hơn. Ừ, thì vui. Nó cực nhưng mà vui. Tại giờ không có còn mấy bà xưa nữa, không ai gói á. Bà xưa giờ rụng hết rồi. Rụng hết rồi. Rụng tụi tao hết rồi. Trẻ bây giờ không biết gói. Thì đám tiệc nói chung có gói bánh đồ á thì cô bác hàng xóm rồi nè, xúm lại làm phụ ăn. Nó có không khí vui vẻ. Còn mình đi đặt mua á thì tới giờ tới khách tới rồi ăn rồi về mà. Năm ra nhiều khi cũng không thấy vui, nhưng mà được cái này thì mất cái kia, vui nhưng mà cực. Tô thì ngon à, cù cha tôm xong rồi thêm ba rọi nữa, tôm cũng to to không chứ này, ngó sen với củ cải đỏ. Nước mắm này thì Úc Phu thắng chứ rồi, để đường giống. Biết ngay mà trang trí phải chừa chứ, phải chừa chứ. Nè. Bạn thấy nhìn cái thao gỏi hấp dẫn chưa? Nhiều lắm nha. Chảy nước miếng luôn á. Út Thu mà sau này có chồng á, có thằng chồng nào mà nhậu nhiều á, thôi rồi. Sao ý anh là sao? Nói vậy là hiểu rồi. Có nghề làm món nhậu, chồng thì nhậu. Xong thời gian hai chồng mua hai cái mắt kiến đen, thêm hai cái nón nón lá kiểu đó đó, cụ cũ đó đó. Nói vậy hiểu rồi ha. Dạ chưa? Vừa ăn cho thôi. Nghiêm chưa? Em còn nhai mà không mẻo luôn, thiệt luôn. Trời ơi, công nhận tốc độ chứ. Út Thu nêm mà ăn với kiểu mà tốc độ súng đạn mà. Mình đứng chỗ này đang quay phim mà mình không biết luôn á. Không biết gì luôn, chém mình thiệt. Dễ sợ thiệt chứ. Chém mình thiệt á. Nốt miếng như thế. Nhìn thèm mày, gặp đó bụng nữa, hỏi sắp họng không? Đứng kể bà nghe cái ập cái gì? Mày nói rồi, mình giúp khu không có hợp hẳn thôi, khổ lắm. Mà ai cũng vậy chứ, lên mạng cứ binh vực Úc Thu không à. Úc Thu hiện như kiểu như Võ Tắc Thiên vậy đó. Trời ơi, anh sao sáng Võ Tắc Thiên ghê lắm nè, em không có một like người ta.
Cái rau găm này công nhận nó thơm thiệt, nó hột vịt lộn là không giờ thiếu. Nhưng mà lại thấy nhớ tới hột vịt lộn gì gọi hả Thu? Ôi, nhìn như gói mà nguyên cái thao này thôi là kết bia hay là nguyên gia đình 5-6 người ăn là vô tư, nhìn nó thèm không? Tôm xong rồi đó. Bây giờ chuẩn bị là gấp ra dĩa rồi dọn lên ăn thôi. Để hồi mấy con tôm em lặn hết. Tôm nhiều bộ nhìn sơ sơ thấy nữa không? Với lại phần nó tẹp cái củ cây đỏ. Ngon à. Để cái dĩa sát vô nó đổ ở ngoài. Này ăn với bánh phồng tôm hả Thu? Đúng rồi. Cái giá giang hồ quá. Cái giá cổ lũ sĩ của mẹ mình đó. Các bạn thấy gãy mà lấy cái ngăn tre nối vô là thấy cái nào rồi đó. Mấy em bự không? Ừ, mấy em bự chắc lên trên lắm à. Biết ngay mà. Phụ nữ tỉ mỉ thấy đau đầu quá. Nó nói vậy chứ nhìn cũng được mắt, cái bộ cho đẹp đẹp. Ngon không? Quá ngon. Không ngon chém bả xương. Cái này là tôm mình câu á, chứ nếu mà mình không câu dễ gì Út Thu đi chợ bỏ tiền ra mua tôm. Thì em có nói gì đâu, tôm của anh mà. Út Thu bất quá thì bỏ tiền ra đi chợ mua làm món, ví dụ như là cái gì ta, cái gì? Phải diễn tả sao, cái gì mà đủ khoảng 100.000 trở xuống là Út Thu đi chợ mà. Anh mắc cười quá à. Còn trên 100.000 là đừng hòng bây giờ Út Thu đi mua đồ mà làm đồ món. Kẹo lâm, kẹo dữ lắm. Có, con tranh thủ á. Sau này mà có anh nào mà hốt được Thu á, muốn đi chơi hay gì đó xin nha. Tiền là mệt lắm á, chứ không phải giỡn đâu. Kẹo dữ lắm. Có sao nó vậy người ơi. Chị đời nói không? Em xúc một cái cho anh xem. Công sức tỉa cái trái ớt đời nổi. Dạ. À, hấp dẫn chưa? Ồm luôn đó hả? Rượu giang hồ chứ. Không mời cả nhà gì hết. Đó, dạ ăn xong mời nó có quá. Sao sao? Mời cả nhà nha. Thôi sao ấy, mình nói hả? Không có lỡ cắn rồi. Lỡ cắn. Sao, dạ ăn chưa? Ngon chứ. À, dọn lên ăn cơm thôi. Rồi xong đây là thành phẩm rồi mà. Công sức Út Thu hồi nãy giờ á. Mời cả nhà ăn cơm cùng gia đình mình nha. Tiếng không có về không?
ba ngày ngủ giờ là mình cũng xin kết thúc video ở đây. Chúc cả nhà xem video khỏe nha.